Ok và hello cho các bạn, mình Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay trong video này mình sẽ đến với một tựa game Tycoon có tên là Casino Tycoon ha. Thì cái tựa game này đang trong cái giai đoạn là alpha testing cho nên nó sẽ tốn Robux nha các bạn. Nó tốn 50 Robux để cho chúng ta truy cập. Cái tựa game này còn rất là mới luôn, tức là nó sẽ có rất nhiều lỗi bug fix gì các kiểu mà không kiểm soát được ha. Và nó hoàn chỉnh về mọi thứ thì nó sẽ free, nó sẽ miễn phí nha. Như những cái tựa game như lúc trước mình chơi là Gym Iceland đó, xây dựng phòng gym á, thì bây giờ cũng đã miễn phí rồi. Ok, và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại một like cũng như hãy đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở trong một cái thành phố à. Giờ đang là buổi đêm đó bạn. Đó, mặt trăng nó sắp lặn rồi và mặt trời sắp lên ha. Ở xung quanh đây là những cái người họ xa giống mình. Ở bên kia hình như đã được nâng cấp lên rồi đúng không? Đây là cái casino của mình đây. Oh, hiệu ứng trời tối trời sáng khá đẹp các bạn ơi. Mặt trời đang chuẩn bị mọc lên nè. Bình minh chuẩn bị lên. Wow. Bên đây có thanh niên gì đây? 24,3k. Ở đây mình có một cái shop nè, là Game Pass hả các bạn ha. Còn cái này là code. Oh, và nếu mình có biết code thì mình sẽ chèn trên màn hình cho bạn coi ha, cho những bạn nào mà muốn truy cập sớm để test thử từ game này. Bây giờ mình sẽ vào cái casino của mình nha. Vào đây, tại vì bên ngoài chúng ta không thể thấy được cái casino của mình đâu. Bấm F nè. Như bạn thấy thì bên trong cái casino mình khá là nhỏ ha, nhưng mình mới kiểu như là mới có vốn thôi. Mình mới thuê được một cái mặt bằng khá là nhỏ. Thì nếu trong tương lai mà mình kiếm được nhiều tiền từ cái casino này thì mình sẽ mở rộng nó ra. Ở đây mình có một cái gì đây? Thanh niên này gọi là kiểu như là một cái lễ tân các bạn. Góc phải chơi mình có tiền, mình đang có 10 đô nha, khởi nghiệp với 10 đô la. Ở đây mình có một cái build để xây dựng, là mua những cái máy đồ chơi, những cái máy mà cờ bạc ở trong game á. Upgrade để nâng cấp các bạn, hiện tại mình chưa có ha. Mua để di chuyển nè. Còn sell để bán ha, casino này. Oh, cái chỗ này là một cái mục quản lý cho chúng ta biết là thông tin của cái owner, tức là người chủ casino là ai. Mình là rank 112 ha. Và cái lợi nhuận của mình có thể kiếm được là khoảng 0 đô một ngày. Đương nhiên rồi, mình chưa có cái máy casino nào hết. Và bên đây chúng ta có một cái upgrade casino. Đây, nâng cấp casino mình lên khá là to ha. Hồi nãy lúc mình vào một cái server kia nó bị lỗi, nhưng mà mình thấy có một cái người chơi nào đó nâng cấp casino rất là to luôn, 2-3 tầng gì đó. Customize nè, mình có thể, wow, mình có thể trang trí màu sắc luôn hả. Inside là trong nhà nha. Trong nhà mình có trang trí màu này, màu gì đây? Màu đỏ. Màu đỏ là chỗ cái quầy lễ tân các bạn. Đây nè. Chắc chơi người dơi liền. Ok. Màu xanh. Không, màu đỏ. Màu đen đi. Ok nha. Cái color 2 là màu gì? Lít mới biết các bạn. Color 2 là cái màu bức tường bên trong ha. À, màu trắng. Đen trắng là khá hợp lý ha. Thanh niên này mặc áo sơ mi trắng, tóc đen các bạn. Selling là màu trần nhà nha. Màu đỏ đi. Các bạn đã nghe bài kiếp đỏ đen chưa? Vô một cái nơi cờ bạc là mình phải có hai tông màu đỏ đen các bạn. Đen. Floor là màu đỏ luôn đi. Trời ơi, chất chơi liền. Nó hơi chói chút xíu nha. Ok. Dưới đây chúng ta có rebirth nữa hả? Thì cái rebirth nó kêu mình là phải có nhất là 1 tỷ đô la các bạn. 1 tỷ đô la ha, và mình phải nâng cấp. Và mình phải nâng cấp tới cái building cao nhất luôn các bạn. Tức là mình nâng cấp tới cái tầng cuối cùng của tựa game này luôn ha. Có thể là tầng 2, tầng 3, tầng 4 gì đó. Hoặc chúng ta có thể rebirth ngay lập tức bằng cách là tốn 500 Robux. Nếu bạn rebirth á, thì bạn sẽ nhận được là 50 Zbook. Zbook có thể để mua một số cái vật phẩm gì đó đặc biệt không thể mua bằng tiền trong game ha. Cũng như là cộng 0.25 money. Tức là cái tỷ lệ nó sẽ nhân nhiều hơn á. Ok, chưa đủ tiền ha. Ồ, đây mới đúng là cái casino các bạn ơi. Kiếp đỏ đen. Máu cờ bạc sẽ vô đây hết. Hiện tại mình đang có 10 đô. Và nói qua về phần shop thì có hai game pass nha các bạn. Nó có một cái là More Famous Customer. Thì cái Famous Customer này là nó cho nhiều cái người nổi tiếng vào. Thì đương nhiên người nổi tiếng sẽ giàu có thì sẽ nhiều tiền thôi. Còn đây là More Machine, cho mình đặt tối đa là 5 cái máy của mỗi game à. Hình như trong đây có bị hạn chế bởi cái số máy các bạn. Đầu tiên mình chỉ có là 10 đô thôi, mình sẽ mua một cái Slot Machine. Slot Machine là một cái máy thử vận may các bạn. Ba con số mà 777 thì mình sẽ ăn á. Nó ghi là cái Slot Machine này sẽ cộng cho mình 1 tiền mỗi khi nó chạy hết cái cây này. Vô vô vô. Mình có thể nâng cấp nè các bạn. Đâu rồi? Lướt vào đây được không? Đây, lướt vào cái máy mình sẽ nâng cấp ha. Nâng cấp lên level 2 tốn 13 đô. Và nó sẽ cho mình 2 tiền mỗi khi nó chạy xong cái cây đó. Hiện tại mình đang có 14 đô nè, nâng cấp lên nè. Ok. Đó, như bạn thấy bây giờ mỗi lần nó chạy hết cây này nó sẽ cho mình là 2 đô ha. Bây giờ phải làm giàu bằng cách mua nhiều máy lên. Máy này 50 tiền hả? Draft Machine các bạn. Mình có nên mua không ta? Thôi mình nghĩ là mình sẽ nên mua cái máy này đi. Mua hai máy ha. Không biết là tối đa bao nhiêu máy ta. Mua thêm nữa coi. 3 máy. 4 máy được không? À, đúng rồi các bạn ơi.
Như vậy là nếu mình không mua Game Pass này á, More Machine thì mỗi cái máy mình chỉ đặt được 3 cái thôi. Ok, thì thôi, nó không cho mình đặt thì mình nâng cấp ha. Bấm vào cái upgrade nè, click vào ha. Nâng cấp lên cấp 2 đúng không? Phải bấm upgrade nha các bạn. Click vào đây, nâng cấp cấp 2 nè. Thì đương nhiên cái việc mà chúng ta muốn di chuyển cũng vậy ha. Bấm vào cái bu này và chúng ta di chuyển cái máy đó đi. 114 tiền rồi. Ở đây mình có 3 cái máy thử bằng may nè. Bây giờ mình sẽ build một cái máy là Dark Machine QE để di chuyển. Ok, QE để mình có thể xoay nha. Cái máy kiểu như là một cái máy phóng vi tiêu à. Ghê vậy. Đặt xuống. Thì cái máy này cho chúng ta tới 3 đô nha. Mỗi lần nó chạy hết cây này cho chúng ta tới 3 đô. Nó có hướng dẫn hết ha, QE để chúng ta có thể xoay được cái máy đó. 3 máy là tối đa nha. Rồi. Ok, đủ rồi. Mình có thể nâng cấp những cái này nè. Nâng cấp lên cấp 5 được không ta? 14 đô cho từ cấp 2 lên cấp 3, 15 đô cho từ cấp 3 lên cấp 4, và 16 đô từ cấp 4 lên cấp 5 ha. Ủa, cái này bị lỗi nè, từ cấp 4 lên cấp 5 mà nó vẫn cộng mình có 4 đô thôi. Gì kỳ vậy? Fail quá. Ủa sao mới cấp 4 vậy? Mình nhớ mình nâng cấp lên cấp 5 rồi mà. Rồi, game này lừa đảo. No. Đây nè các bạn, hiện tại mình đang cấp 6 nha. Ở đây nó mới cấp 5 thôi. Really man? Ok đi. Dù sao thì mình cũng không trách, nhưng mình nói thì tựa game này nó mới kiểu như là mới ra đó các bạn ơi. Cho nên nó sẽ không tránh khỏi cái việc là nó sẽ bị lỗi. Ok, thì ba máy của mình đang cấp 5 nè. 5. Bây giờ qua đây coi. Mới cấp 1 thôi. Nâng cấp ha. 45 tiền. Rồi ha, thì riêng cái máy này mà sau khi nâng cấp lên cấp 5 thì nó sẽ cho mình là 15 tiền mỗi lần nó chạy hết cái cây này. Ghê đấy, tiền khá là nhiều đấy. Rồi mình sẽ nâng cấp hai máy này lên cấp 5 luôn. Hiện tại mình đang có 1k tiền rồi, 1.000 tiền rồi, 1.000 đô rồi. Nhanh thế. Rồi ha, ba máy cấp 5 luôn. Bây giờ là bên đây là 45 tiền nè. Còn bên đây là 15 tiền nè. Tức là 45 cộng 15 là 60 tiền ha. Bấm vào casino này. Wow, mình có thể kiếm được 25.200 tiền. Tức là 25.000 đô một ngày ha. Một ngày là trong game nha các bạn. Tiền nhiều vậy. Bây giờ mình kiếm coi, chúng ta sẽ mua tiếp cái gì đây. Rồi thì mình cứ mua những cái máy mà trong khả năng mình có thể đi. Một cái máy này là cái gì? Mình không biết nữa. Kiểu như một cái máy chơi thể thao à. Đặt ở đây hen. Một cái, ba cái. Đó, bởi vì tối đa nó cho mình đặt ba cái máy mà. Cho nên mình sẽ đặt ba cái luôn. Nâng cấp để sau ha. Và tiếp theo đó thì mình sẽ mua một cái football table các bạn. Một cái banh bàn ha. Banh bàn huyền thoại ở Việt Nam. Tính ra nó không phải ở Việt Nam đâu, nhưng mà tuổi thơ mình hay chơi cái trò này ha. Đây. Ồ, không đủ chỗ trống luôn. What? Để đi. Thì do là cái casino mình nó mới các bạn, cho nên nó khá là nhỏ ha. Đầy đủ tiền, nhiều tiền thì mình mới nâng cấp được. Ok, bây giờ là ở đây là 8 đúng không? 8 đô đúng không? Mình sẽ nâng cấp lên cấp 5 thử coi. 135 tiền nè. 152 tiền, 172 tiền và 197 tiền. Đó, những cái máy chỗ này thì rất là bình thường ha. Có cái máy ban đầu bên đây thì nó hơi bị fail chút xíu thôi. Đó, cấp 5 thì cho mình 43 tiền. Ghê. Đại gia. Có bộ là gà làm ở bên casino là hơi bị giàu có đó các bạn. Tan. À, và có lẽ game này tự động sell nha các bạn. Tại vì mình không thấy nút sell ở đâu hết. Có lẽ nó sẽ tự động sell. Rồi cấp 5 rồi nè. Cái banh bàn này cho mình tới 25 tiền lận. Mình sẽ nâng cấp tiếp. Nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2 là tốn 545 tiền. Wow. Nó cho mình là 75 tiền ha. 619 tiền. Ok, 96 tiền nữa các bạn. Mỗi lần nó chạy xong cái cây đó cho mình 96 tiền. Nâng cấp lên cấp 3 thôi. Chưa đủ tiền các bạn ơi. 2 3, 96 tiền như bạn thấy ha. Đó, 3 cái cấp 10 ha. Chúng ta sẽ căn cứ vào số tiền đó cho chúng ta kiếm được thôi. Ok, bây giờ mình có 6.000 tiền. Nhưng mà chỗ này có bộ là nó hơi fail chút xíu. Chắc có lẽ mình sẽ xoay hai cái banh bàn này, nó xoay ngược lại quá. Move nè, click vào đây ha. Rồi, quy. Để đây một cái. Đây ha, quy để đây một cái. Hợp lý liền. Trong cái casino mình giống như là một cái nơi mà trung tâm thương mại mà chơi trò chơi các bạn. Khá là giống à. Ok, chúng ta tiếp tục mua một cái gì đây. Cái này là poker table. Một cái bàn chơi poker ha. 5.000 tiền. Ô, nó bự vậy. Không có vừa. Wow, khá là to ha. Khoan. Giờ nó qua chút xíu nữa.
Đấy, như thế này ha. Thì cái chỗ này mình khá là trống nè. Rồi mình sẽ xây dựng cái poker table vô. Đó. Không đẹp lắm, nhưng mà hơi kệ. À, để trong góc được không nhỉ? Ok. Có lẽ sẽ để ngay cái góc này luôn nha các bạn ha. Thì do đó mình phải dời cái này qua đây đã. Rồi bây giờ rộng rãi rồi, 17.000 tiền luôn. Ghê ta. Poker, yay. Các bạn nào biết chơi poker không? Mình là không có chơi bài bạc, mình không có biết. Cái này cho chúng ta là 75 tiền các bạn. Mới cấp 1 thôi cho chúng ta 75 tiền rồi. Này chắc mình nâng lên cấp 5 luôn quá. Càng nâng cấp cao thì càng nhiều tiền thôi. Cấp 4, cấp 5. Máy này cấp 5 thì nó cho mình 140 tiền cho mỗi lần nó chạy thành công. Cái máy poker này 75 tiền, thử nâng cấp thôi. Cấp 2 bao nhiêu? Cấp 2 tốn 2.200 tiền. Không sao, vô tư. 2.500, vô tư. 2.800, vô tư. 3.300 luôn. Yay. 4.000 luôn nè, nâng cấp không các bạn ơi. Thôi nâng cấp đi. Hết tiền luôn. Thì bây giờ nó cho mình là 507 tiền mỗi lần nó chạy xong cây này ha. Rất là nhiều. Ủa sao nãy giờ mình không thấy có người vô ta? Hello. Hello lô. Ồ bên kia cái nhà, cái casino kia nó bự quá các bạn ơi. Khá là bự. Nhưng mà sao không có người vô ta? Hay là phải mua cái này? À không phải. Nãy giờ mình không thấy có người vô luôn á. Buồn vậy? Bị lỗi hả? Tại vì mình coi những youtuber trên mạng người ta chơi thì nó sẽ có kiểu như khách hàng các bạn. Như các bạn thấy hồi nãy á, có khách hàng chạy vòng vòng ha. Hay là chỗ mình chưa đủ thu hút ta? Có lẽ phải trang trí một chút xíu nữa. Customize outside nào. Outside chúng ta có cái color 1 cho màu đỏ. Hơi kỳ ha, màu đen. Color 2 màu đỏ. Color 3 cũng sẽ màu đỏ. Và color 4 mình cho màu trắng đi. Ok. Khá là chất chơi người chơi ha. Và có vẻ như là người khác không vào được cái casino của mình thì phải. Đây. Nhưng mà thấy ha, casino rất là mang cái tính chất là kiếp đỏ đen. Ai vô đây là cũng sẽ mất tiền hết. Và như hồi nãy mình thấy là Rebirth Shop nó có cái gì ta? À đây. Rebirth Shop là những cái mà như bạn thấy hồi nãy mà lúc chúng ta Rebirth thì nó sẽ có ha. Đâu rồi? Cái nào nhỉ? Đây. Thì mỗi khi Rebirth sẽ cho chúng ta là 50 Zbook. Đó. Thì cái Zbook này là để mua những cái vật phẩm mà Rebirth đó các bạn. Chúng ta không thể mua bằng tiền ở trong game nha. Tiền ở trong game gọi là đô la. Còn cái này là Zbook. Rất là nhiều luôn. Wow, rất là nhiều cái máy xịn luôn rồi các bạn. Ghê ha. Và đương nhiên những cái máy này nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều tiền. Thì bây giờ mình có tiền mình chỉ nâng cấp những cái máy xịn xịn thôi để cho nó nhiều tiền các bạn chứ không gì hết. À khoan, để coi mình mở rộng bao nhiêu tiền ta. Chúng ta sẽ upgrade casino mình lên với giá trị 50 tiền. 50 tiền thì nó sẽ rộng ra để cho chúng ta mua nhiều máy hơn ha. Khoan nâng cấp mày đi. 4.800, 5.900. Lên cấp 10 nổi không ta? 9.001 tiền các bạn ơi. Bây giờ là mới cấp 9 thôi, 711 tiền ha. 9.001 tiền. Ở đủ rồi nè. Tròn tròn tròn. Mình có một cái poker table cấp 10 cho chúng ta là 780 tiền. Vô vô vô. Và nếu một ngày chúng ta có thể kiếm được 164.000 đô la Mỹ các bạn. Nói vui vậy thôi ha. Vậy và như mình nói lại là có thể game này nó tự động sale hóa bạn ha. Và mình thấy game này nó cũng khá là thú vị. Nếu bạn nào mà muốn truy cập trước thì các bạn có thể vào từ game này các bạn chơi với cái giá trị là 50 Robux ha. Còn không thì các bạn đợi khi nó hoàn chỉnh thì nó sẽ miễn phí thôi. Và nếu các bạn muốn mình làm cái này thành một cái series game, đừng quên để lại một like. Và nếu video này trên 500 like, mình sẽ làm cái tựa game này thành một cái series mới các bạn ha. Hy vọng bạn thích video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.